Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Hiện tại thì xe của Sunny đang rẽ vào đường dẫn vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ngày hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn những thông tin hình ảnh mới nhất về dự án đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ một vấn đề mà rất nhiều bạn quan tâm, comment hỏi mình, đó là khi ngày 29 tháng 4 tới đây, khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi vào hoạt động thì sẽ thu phí như thế nào? Thì ở đây mình cũng xin chia sẻ như sau. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 24 tháng 4 có đăng, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải Uông Việt Dũng cho biết các đoạn cao tốc Bắc Nam sắp đưa vào khai thác sẽ chưa có thu phí xe cộ qua lại. Trong đó có đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ dự kiến đưa vào khai thác ngày 29 tháng 4 tới đây. Thì đoạn cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết ở tỉnh Bình Thuận dự kiến đưa vào khai thác vào ngày 19 tháng 5 tới đây cũng chưa có thu phí các bạn ạ. Cũng theo ông Dũng cho biết, các đoạn cao tốc trên được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước. Để đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng cho các công trình giao thông trọng điểm sau này, nhà nước sẽ có thu phí các đoạn cao tốc trên. Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội mới chỉ cho chủ trương để chính phủ xây dựng phương án thu phí. Việc xây dựng phương án và chờ Quốc hội thông qua phải mất thêm một thời gian nữa. Vì vậy, đoạn cao tốc Dầu Dây Phan Thiết khi đưa vào hoạt động ngày 29 tháng 4 tới đây thì sẽ tạm thời chưa có thu phí các bạn nhé. Hiện tại thì tại điểm cuối đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các đơn vị đang đặt tạm hai trụ thu phí cho dự án này. Khi đó xe cộ di chuyển từ hướng Phan Thiết gần đến đoạn nút giao giữa hai cao tốc sẽ qua trạm nhận diện thu phí không dừng. Và ở chiều ngược lại, xe cộ khi chạy từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rẽ vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ thanh toán bằng hình thức thu phí không dừng cũng tại vị trí trên các bạn nhé. Mức thu phí thì tùy vào loại xe và vị trí xuất phát của các xe từ các trạm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì cái bảng thu phí bổ sung này thì cũng đã được cập nhật. Một thông tin khác mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là thời gian dự kiến tổ chức lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4. Và dự kiến thì khi mà tổ chức lễ khánh thành xong thì là chính thức thông xe. Các bạn nên theo dõi về cái thời gian và cái lịch trình của mình để cho phù hợp, chứ nếu mà chúng ta vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sớm quá thì cũng không được vào đâu các bạn nhé. Một thông tin khác cũng rất quan trọng mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện cũng chưa có cái trạm dừng nghỉ. Tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng ta chỉ được ra vào trên 3 nút giao mà thôi. Nên mình khuyến cáo các bạn, nếu chúng ta có di chuyển trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta chuẩn bị đầy đủ về nhiên liệu xăng xe cũng như những thứ cần thiết các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.